Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn nữ ha, một dòng xe quốc dân. Đây là Janus, Janus đời 2017 màu đỏ nhám, rất là đẹp luôn. Thì mời các bạn xem sơ qua chi tiết một dòng con xe ha. Thì xe này rất phù hợp với các bạn nữ, vì nó có độ cao thấp nè, tầm 1,5 m là có thể chạy xe thoải mái rồi. Đây phần đầu xe nè, bóng thì vẫn sử dụng là bóng halogen nha. Đèn định vị ban ngày ở đây. Xe độ mới còn rất là cao, màu đỏ nhám rất là đẹp, không có chạy xước gì hết. Đây, nhanh vẫn sử dụng bóng halogen nha các bạn. Ở đây có cái tem Janus được dán nổi ở đây nè. Mở về trước cũng không có chạy xước gì hết, độ mới tầm 90% trở lên á. Đây, bánh vẫn còn gai, rãnh cũng rất là sâu luôn. Đĩa nè, mâm dưới cuộc đen rất là đẹp luôn. Phần dàn áo phía bên trái đây còn rất là mới, không có chày gì hết luôn. Cái phần để chân nè, để chân cũng rất là rộng luôn, cho mình để chân thoải mái luôn. Thì mình sẽ báo ô đô luôn nha. Thì con này chạy được 15.018 km rồi, 2017 mà chạy cái này cũng rất là ít luôn. Đây tiếp đến là dàn áo phía sau nè, ở đây có tem Janus được dán nổi ở đây nè. Không có chạy xước gì hết nha, màu nhám, đỏ nhám rất là đẹp. Upbo thì vẫn còn nước sơn zin của hãng luôn nè. Xe còn rất là mới luôn, độ mới là tầm 90% trở lên luôn á. Phần đèn hậu phía sau, đèn hậu phía sau nè, đèn led rồi nha các bạn. Nhan thì vẫn là sử dụng bóng halogen thôi. Phần nồi nè, nồi vẫn còn nước sơn zin của hãng luôn, rất là mới, lọc gió. Có một số vết chày xước nhỏ nhỏ thôi. Dàn áo phía bên trái cũng như bên kia, bên phải kia thì ở đây có tem Janus được dán nổi nè. Dàn áo không có chày xước, yên thì không thủng không rách ha. Đây. Cản nè, các cụm công tắc thì vẫn còn ký hiệu luôn nha các bạn. Thì sau khi xem sơ qua về một vòng con xe rồi á, thì mình xin được nhắc lại nha. Thì đây là Janus đời 2017, thì hiện tại bên Thành Tâm được bán với giá là 2x triệu nha các bạn. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như là giá chính xác của nó, thì các bạn có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại ở phía dưới phần mô tả nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video tới đây. Nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh Xe Máy Thành Tâm để xem thêm được nhiều video báo giá hơn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.